Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Phước. Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tổ chức phiên họp trực tuyến toàn quốc lần thứ tư. Học sinh các cấp tự trường năm học mới 2023-2024. Xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp tại quảng trường 16 tháng 4 và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Phước. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh và các thành phần tham gia diễn tập. Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Phước có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở diễn tập, cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục quán triệt sâu kỹ quan điểm đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền địa phương, công tác tham mưu hiệp đồng với các lực lượng trong các trạng thái quốc phòng và tác chiến phòng thủ, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, đồng chí Phạm Văn Hậu yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập bám sát các văn bản chỉ đạo diễn tập của tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, vận dụng linh hoạt các phương pháp sát với nội dung đầu bài và tình hình thực tế của địa phương trong từng giai đoạn. Diễn tập phải sát với thực tế của địa phương, sát với phương án tác chiến của huyện, vận dụng linh hoạt nguyên tắc cơ chế lãnh đạo hiệp đồng. Trong quá trình diễn tập phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, phương tiện, vũ khí trang bị, chấp hành nghiêm các quy định, nội quy, quy ước trong diễn tập, triển khai công tác đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo an ninh, an toàn trong cuộc diễn tập. Sau diễn tập kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phương án từng cấp từng ngành trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần không ngừng củng cố các tiềm lực quốc phòng. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Phước diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023. Đây là cuộc diễn tập một bên hai cấp, huyện Ninh Phước và thị trấn Phước Dân, có một phần thực binh. Cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn, chuyển lực lượng vũ trang sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tổ chức phiên họp trực tuyến toàn quốc lần thứ tư với các địa phương nhằm sơ kết thực hiện các chương trình từ năm 2021 đến nay và triển khai nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên, Lê Huyền cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2021 đến hết tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao hơn 102.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Các bộ ngành trung ương và địa phương đã hoàn thành việc phân bổ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan đơn vị cấp trực thuộc. Ước đến hết tháng 8 năm 2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các chương trình mục tiêu quốc gia được hơn 16.365 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch. Tổng nguồn vốn cân đối từ ngân sách địa phương năm 2023 hơn 15,6 ngàn tỷ đồng. Kết quả giải ngân nguồn vốn này đến tháng 7 năm 2023 đạt gần 23% kế hoạch năm 2023. Phát biểu thảo luận tại phiên họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được tỉnh Ninh Thuận thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2023, Ninh Thuận giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương của năm 2022 đạt 91,4% và năm 2023 đạt 53,3%. Giải ngân vốn sự nghiệp năm 2023 đạt 22%. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng nhận diện rõ những khó khăn vướng mắc, đồng thời kiến nghị Ban chỉ đạo Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét thông báo tổng mức trần vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia cho các địa phương.
cho phép các địa phương được phép điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp giữa các tiểu dự án thành phần của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm quy định, hướng dẫn thực hiện nội dung đối tượng hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng dựa quyết định số 1719 và thông tư số 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt phát huy vai trò của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra của từng chương trình. Nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản mới ban hành để áp dụng triển khai thực hiện đạt kết quả. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, chỉ đạo giám sát giữa các cơ quan trung ương và địa phương, hoạt động của ban chỉ đạo các cấp để kịp thời đôn đốc chỉ đạo tiến độ và nắm bắt, xử lý vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các địa phương phát huy tính chủ động trong quá trình triển khai thực hiện, linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn để thúc đẩy tiến độ giải ngân và phát huy hiệu quả các nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia. Sáng nay, tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm với chủ đề Quá trình thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh qua 40 năm đổi mới 1986-2023 từ thực tiễn Ninh Thuận. Đề xuất giải pháp và kiến nghị, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập phụ trách tạp chí Cộng sản và đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chủ trì tọa đàm. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về thành tựu nổi bật của tỉnh Ninh Thuận từ năm 1992 đến nay, đồng thời tập trung thảo luận phân tích kết quả hạn chế, đề xuất giải pháp và kiến nghị các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập phụ trách tạp chí Cộng sản đánh giá cao cách làm mới, sáng tạo và thành tựu đạt được của tỉnh Ninh Thuận qua 30 năm xây dựng và phát triển. Với nhiều ý kiến sâu sắc đa chiều về thành tựu, hạn chế đề xuất giải pháp và kiến nghị trong buổi tọa đàm, tạp chí Cộng sản sẽ tổng hợp hoàn thiện báo cáo, đăng tải trên tạp chí. Qua đó góp phần cổ vũ động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay, đoàn kiểm tra 1571 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 1 năm 2022 của tỉnh ủy về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành địa phương và các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của nghị quyết số 19. Tập trung triển khai có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thúc đẩy giảm nghèo nhanh, bền vững. Đồng thời triển khai những giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư gắn với giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, đẩy mạnh phát triển công tác du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nghề gắn với việc làm, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng yếu, triển khai có hiệu quả những mô hình sản xuất phát triển kinh tế, mô hình sinh kế giảm nghèo cần gắn liền với các tổ hợp tác xã. Đặc biệt chú trọng quan tâm đến đời sống tinh thần bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động đưa ra những kiến nghị đề xuất, những khó khăn vướng mắc, những tồn tại hạn chế, qua đó quyết tâm hoàn thành tất cả chỉ tiêu đến năm 2025. Chiều nay, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra dự án khu đô thị mới Phủ Hà và dự án phát triển hạ tầng khu phố Đông Hải. Dự án khu đô thị mới Phủ Hà do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng MK làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 48.787m2. Dự án thu hồi đất của 81 hộ dân và một tổ chức. Đến nay, đã có 56 hộ và một tổ chức bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 40.000m2. Còn lại 16 hộ chưa bàn giao mặt bằng và 13 hộ chưa ban hành quyết định thu hồi đất. Chủ đầu tư đã bố trí 45 lô đất dành cho các hộ diện tái định cư và giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.
Hiện chủ đầu tư đã tiến hành san lấp mặt bằng và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án đã được phân cấp cho thành phố Phan Rang Tháp Chàm quyết định chủ trương cấp phép đầu tư. Do đó, Ủy ban dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm phải phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thu hồi đất, tái định cư và sớm ban hành bản giá đất. Đối với các hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, Ủy ban dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm sớm tổ chức đối thoại để tìm giải pháp tối ưu, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đối với hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông, Ủy ban dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm chủ động yêu cầu đơn vị chủ quản khẩn trương di dời. Đối với dự án phát triển hạ tầng khu phố Đông Hải có quy mô 10,94 ha do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và tư vấn đầu tư Thanh Sơn làm chủ đầu tư. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đang triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính khu đất làm cơ sở pháp lý để thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm 2023. Đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị Ủy ban dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm bổ sung diện tích đất của dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024, đồng thời phối hợp chủ đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân sớm bàn giao mặt bằng. Đối với chủ đầu tư cần hoàn thành các hạng mục công trình theo cam kết. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành văn hóa 28 tháng 8 1945, 28 tháng 8 2023. Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc nhằm đánh giá về công tác xây dựng đời sống văn hóa trong thời gian qua và định hướng các giải pháp cho ngành văn hóa trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch từ trung ương đến địa phương ôn lại quá trình hình thành, phát triển, công hiến của ngành văn hóa, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm với sự nghiệp đổi mới và truyền thống lịch sử vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc. Đồng chí đề nghị ngành văn hóa các tỉnh thành thời gian tới cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc và chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Đội ngũ cán bộ trong ngành nỗ lực nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết trách nhiệm, năng động vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua đó phát huy nhân tố con người, chấn hưng văn hóa theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Sáng nay, Ban Công tác phía Nam Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình truyền thông giảng 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023 tại huyện Bắc Ái. Chương trình đã tổ chức một số hoạt động truyền thông như ra mắt mô hình áo dài không đồng, tổ chức phiên tòa gia đình, chiếu các tiểu phẩm, phim, phóng sự và giới thiệu các ấn phẩm tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng mô hình vì sự tiến bộ của phụ nữ. Dịp này, Ban Công tác phía Nam Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao 82 suất học bổng và quà với tổng trị giá 70 triệu đồng cho các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trao 8 sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng cho các em học sinh trung học phổ thông và các thí sinh trúng tuyển đại học, trao 50 phần quà trị giá 40 triệu đồng cho 50 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng 2 máy ấm tình thương trị giá 80 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Ái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cùng với cả nước, hơn 149.000 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã bắt đầu tự trường. Trước đó một tuần, học sinh lớp 1 cũng đã tự trường sớm để làm quen với môi trường học tập mới. Năm học này cùng với việc tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ngành giáo dục và đào tạo Ninh Thuận tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sáng nay, trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã đón hơn 1.800 học sinh các khối lớp tự trường, trong đó khối lớp 10 có 615 học sinh. Đây là năm thứ ba trường Trung học phổ thông Chu Văn An thực hiện mô hình trường học hạnh phúc nhằm xây dựng nhà trường không bạo lực, không diễn ra các hành vi vi phạm đạo đức và tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để tạo nên những thế hệ học sinh có tri thức và nhân cách tốt.
Ngay ngày đầu tiên thì trường đã triển khai những cái hoạt động về mô hình ngôi trường thân thiện và hạnh phúc, thì em cũng cảm thấy mình trở nên là có tinh thần hơn và có động lực hơn để chuẩn bị bắt đầu cho một năm học mới. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã bám vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục triển khai cái mô hình trường học và hạnh phúc, đồng thời kiên trì tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát huy năng lực phẩm chất của học sinh. Tại trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, trong sáng nay, 290 học sinh đã trở lại trường sau thời gian nghỉ hè. Hầu hết các em đều rất phấn khởi khi gặp lại thầy cô, bạn bè. Ngay sau khi tự trường, các em được bố trí chỗ ăn ở trong khu nội trú. Hôm nay là ngày nhập học của con và con cảm thấy nhà trường rất là quan tâm tụi con từ ký túc, từ chỗ ăn và cho tụi con được mượn sách giáo khoa để học tập. Trong ngày hôm nay, nhà trường đã tổ chức các hoạt động cho các em học sinh, đặc biệt là các em khối 10, để cho các em được yên tâm học tập tại trường nội trú. Đặc biệt, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu, sách vở để cho các em yên tâm học tập tại trường. Năm học 2023-2024, Ninh Thuận có trên 149.000 học sinh ở các cấp học, tăng hơn 3.500 học sinh so với năm học trước. Bước vào năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo Ninh Thuận đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị học tập, tổng vệ sinh trường lớp, đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất để đón học sinh trở lại trường. Ngành giáo dục đào tạo cũng đã tập trung đầu tư xây dựng sửa chữa trường lớp, rồi là đầu tư mua sắm trang thiết bị, sách tài liệu học liệu, và đồng thời đã tích cực trong cái việc là tổ chức tập huấn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Thì năm nay là chúng ta vẫn tiếp tục triển khai song song cả hai cái chương trình. Chương trình giáo dục phổ thông cũ 2006 đối với các lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Và triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với tất cả các lớp còn lại. Sở Giáo dục Đào tạo trước hết là đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng và triển khai cái kế hoạch giáo dục nhà trường một cách linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Trong tuần đầu tự trường, các giáo viên chủ nhiệm sẽ phổ biến nội quy, nề nếp, ổn định lớp học, giúp các em chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để sẵn sàng cho năm học mới. Sáng ngày 27 tháng 8, tại khu vực quảng trường 16 tháng 4, đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp, làm hai người bị thương. Cụ thể, khoảng 8 giờ 10 phút ngày 27 tháng 8, tài xế Lưu Trường Vinh, sinh năm 1988 ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, điều khiển xe ô tô biển số 85A-09258, lưu thông trên đường 16 tháng 4, theo hướng từ biển Bình Sơn lên quảng trường. Khi đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Tri Phương, anh Vinh điều khiển xe chuyển hướng rẽ phải vào đường Nguyễn Tri Phương. Trong quá trình chuyển hướng, đã va chạm với xe mô tô biển số 85C1-15394 do anh Nguyễn Như Hiểu, sinh năm 2003, ở xã Hồ Hải, huyện Ninh Hải, điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Hiểu bị thương vùng mặt. Khoảng 20 phút sau, tài xế Lê Văn Phương, sinh năm 1982, ở phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, điều khiển ô tô tải biển số 85C-01891, cũng lưu thông trên đường 16 tháng 4, theo hướng từ biển Bình Sơn lên quảng trường. Khi đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Tri Phương, tài xế ô tô tải rẽ phải vào đường Nguyễn Tri Phương. Khi chuyển hướng, đã va chạm với xe mô tô biển số 85C1-07939 do chị Nguyễn Thị Ngọc Lành, sinh năm 1979, điều khiển, chở theo cháu Đoàn Gia Nhân, sinh năm 2015, cùng trú tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn làm chị Lành bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân hai vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy phát triển vùng kinh tế động lực phía Nam được xác định là một trong 9 chương trình đề án mới cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong giai đoạn 2020-2025 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Với quyết tâm chính trị cao nhất, sau nửa nhiệm kỳ tập trung lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện,
Đến nay, huyện Thuận Nam đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, nhiều dự án động lực đang về đích tạo ra cú hích cho tăng trưởng. Là một trong những dự án động lực của vùng kinh tế phía Nam, sau một thời gian nỗ lực triển khai, đến thời điểm này, dự án khu công nghiệp Phước Nam giai đoạn 1 đã đạt trên 85% khối lượng công việc. Chủ đầu tư quyết tâm hoàn thành dự án vào cuối năm 2023. Tiến độ dự án trong khu công nghiệp thì hiện nay chúng tôi đã tiến hành thi công dự án đạt được khoảng 85% tổng của giai đoạn 1. Trong năm nay thì đã ký được 2 hợp đồng với 2 đơn vị và tổng các dự án trong khu công nghiệp đạt được là 15 dự án. Chúng tôi đang cam kết với tỉnh là trong năm nay là sẽ hoàn thiện xong các cái hạng mục của giai đoạn 1. Sau gần 2 năm triển khai nghị quyết số 15 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Thuận Nam đã huy động 20.130 tỷ đồng đầu tư phát triển. Nhiều dự án động lực như cảng biển tổng hợp quốc tế Cà Ná, các dự án giao thông như tuyến đường Văn Lâm - Sơn Hải, đường nối cao tốc Bắc Nam với cảng biển tổng hợp Cà Ná cũng đang lần lượt về đích. Những khu dân cư cũng được hình thành. Người dân là những người cảm nhận rõ nhất về sự thay da đổi thịt của vùng đất này. Cảm thấy là rất là hạnh phúc ở cái xã Phước Minh này. Rồi đường đất rồi cũng sạch đẹp rồi thoáng mát. Rồi công ăn việc làm của bà con thì nói chung là cũng ổn định. Rồi cũng có xí nghiệp nhiều ở đây đó. Thành thử ra là cũng có công ăn việc làm nhiều lắm. Để khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về phát triển cảng biển, công nghiệp, năng lượng, du lịch, huyện Thuận Nam đã đề ra hơn 100 nhiệm vụ chủ yếu và 20 nhiệm vụ trọng tâm đột phá để chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện. Chúng tôi là hiện nay đấy, như thế là về huyện ủy và ban huyện đó, thì đặt quyết tâm là cao nhất, tập trung chỉ đạo các công việc đã được xác định trong cái kế hoạch của thường trực huyện ủy, của ủy ban huyện, nhất là công tác bồi thường bằng, thứ hai nữa là công tác xúc tiến thu hút đầu tư, thứ ba nữa là hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm phía Nam để sớm triển khai hoạt động có hiệu quả, làm tổng lực phát triển vùng kinh tế phía Nam. Từ những nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, sau nửa nhiệm kỳ, huyện Thuận Nam đã tạo đột phá với 10 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch cả nhiệm kỳ. Hiện đã thu hút được hơn 100 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 70.000 tỷ đồng. Đây được cho là những tín hiệu tích cực giúp huyện Thuận Nam sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo tinh thần nghị quyết 15 của tỉnh ủy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự buổi 19h45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.